kế tiếp video giới thiệu chi tiết con Avia Audio 815D này, càng mời anh em xem video nội thất bên trong rất mới luôn anh em ạ. Mark 30 nó đánh nhẹ nhàng, đánh căng đét, rẻ tiền nhưng lại rất hiệu quả. Chuyển đôi mình thương phải xa cách lan phương, cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, quá quê hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng, hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho. Các bác có thể thấy vỉ mạch rất mới và các cái thứ bên trong nó còn mới đẹp, vỉ thiết kế rõ ràng, buồn to, cụ to, sò than bám vào mặt dưới, sò than. Nếu anh em mua những dòng Audio hoặc Yamaha Technic thì nó sẽ được cái chất âm khỏe như thế này và giá lại rất vừa tiền. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em nhé. Bên trong có bụi rồi chưa lau đâu, chỉ lau mới lau bên ngoài, đảm bảo bãi zin tuyệt đối cho anh em con này. Series 4572, 105, 101, nước sơn đằng sau sáng bóng màu đen, hai cầu loa A hoặc B. Đi này anh em cũng có thể ghép vang để hát karaoke, và những đôi loa bâu hoặc những đôi loa karaoke Nhật Bass 20, 25. Cửa sức giá luôn 3 triệu nhưng mà lại rất hiệu quả. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã xa đi, không nói lời biệt ly, trường xưa giờ vắng bóng, xóm đảo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ. Mặt phay nhôm sáng bóng, sơn san tí thì là có, nhưng góc cạnh là đẹp, không bị móp méo hoặc không có đường xước gì trên mặt máy. Đó là những cái chi tiết mà anh em có thể lưu ý. Nếu một con đâm ly mà nó móp góc hoặc là xước đường này thì nó gọi là xấu, còn như này chỉ xước hoặc sơn san một tí thì đâu đó là vẫn coi là đẹp. Chưa lại xóm đảo, còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều chưa bật lao lớt anh em nhá. Có một lưu ý với anh em chơi âm thanh, đó là khi bật lao lớt không được vặn quá to, hoặc khi vặn quá to không được vặn volume bass này quá nhiều, bởi vì khi đó nó rất ăn công suất, nó có thể cháy âm lên. Đồ bền của bề tại người, mình sử dụng điểm đạm thì là nó sẽ rất bền, bởi vì cửa hàng cũng chả tư vấn cho anh em là biết mức nào nó cháy được, nên là anh em cứ dùng điểm đạm. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.